Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình làm video này mong muốn để chia sẻ với mọi người về các thông tin liên quan đến cây Sakuichi. Thì như các bạn đã biết thì một cây Sakuichi có thể lên đến giá khoảng vài nghìn đô, 3-4 nghìn đô, thậm chí còn cây 5 nghìn đô, 8 nghìn đô là chuyện bình thường. Thì cái lý do gì mà để dẫn đến một cái cây sáo, một cái tiêu làm một chút mà nó đắt như vậy? Thì hôm nay mình sẽ mong muốn làm cái video này để giải đáp cho các bạn các thắc mắc đó. Và với cái giá như vậy thì làm sao chúng ta có thể bắt đầu được, làm sao chúng ta có thể chi ra khoảng vài nghìn đô để chúng ta có thể mua một cây sáo, một cây tiêu để chúng ta tập với chỉ mục đích là chúng ta để giải trí, thì làm sao chúng ta có thể chi một số tiền như vậy? Thì mình cũng mong muốn đưa ra một số giải pháp để các bạn có thể bắt đầu với bộ môn này với một cái chi phí không quá tốn kém. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái lý do tại sao mà cây Sakuichi lại đắt như vậy. Thứ nhất là về nguồn gốc của nó, nhất là nó bắt nguồn Nhật Bản. Như các bạn đã biết, Nhật Bản một nước có gọi thu nhập bình quân rất là cao, nó rơi mình đã tra trên Google thì nó rơi khoảng gần 1 tỷ đồng một năm. Nghĩa là một người có thể thu nhập, người trung bình nhé, có thể thu nhập gần 1 tỷ một năm, trong khi đó người Việt Nam thu nhập trung bình thì chỉ có khoảng 70 triệu một năm thôi. Thì các bạn tính ra thì nó đã rơi, nghĩa là cái thu nhập của người Nhật nó đã gấp hơn chục lần rồi, 13-14 lần so với thu nhập người Việt Nam rồi. Đó là lý do mà đấy là lý do hiển nhiên sao cái cây nó lại đắt như vậy. Ví dụ như là một cây sáo, một cây tiêu người ta bán 2.000 đô đi, rơi vào khoảng 46 triệu chẳng hạn. Thì nếu như mà chia ra cho 46 triệu mà chia cho 13 đi, chia cho hơn chục lần đi, thì nó rơi vào khoảng 3-4 triệu Việt Nam. Thì tương đương ví dụ như một cây, thế suy ra các bạn có thể suy nghĩ là một cây sáo, người ta mua một cây sáo 2.000 đô 4 mấy triệu ấy, thì cũng bằng mình mua một cây sáo khoảng 3-4 triệu ở Việt Nam. Đó, thì đó là cái sự chênh lệch giữa cái mức sống ở Nhật Bản cũng như là mức sống ở Việt Nam, thì nó tạo ra cái sự chênh lệch khác biệt đó. Thì như các bạn cứ tiết kiệm như mình, như các bạn thường ở Việt Nam thì vẫn thường tiết kiệm để mua cây sáo 3-4 triệu là chuyện bình thường đúng không bạn? Thì bên kia người ta cũng mua cái sáo khoảng 2.000 đô thì nó cũng là một chuyện bình thường đối với người ta, không có gì gọi là xa xỉ đối với mức sống của người ta bên kia. Ok, đó là cái lý do mình nghĩ là quan trọng nhất để tại sao nó đắt như vậy. Cái thứ hai nữa là liên quan đến việc gia công, việc làm cái Sakuichi này thực sự nó rất là kỳ công. Thứ nhất là về mặt nguồn gốc thì cây Sakuichi này nó làm được loại trúc có tên là Madake. Thì theo mình tìm hiểu, mình đọc một số tài liệu thì cái nguồn gốc là hiện tại đang khá là khan hiếm, bởi vì có một lý do là cách đây khoảng 3-4-50 năm trước ấy, thì có một đợt là tất cả những cái vườn tre, những cây tre Madake bị nở hoa hàng loạt. Thì sau khi nở hoa thì nó chết. Thì cứ khoảng quy luật nở hoa nó khoảng 100 năm thì nó sẽ nở hoa một lần, thì nó sẽ sau đó thì nó sẽ chết hàng loạt. Và hiện nay thì ở Nhật Bản thì chỉ có khoảng 2% thôi. Trước đây thì đa số toàn đất nước Nhật Bản thì bị là có Madake, nhưng mà hiện nay giờ cái số lượng nó giảm rất nhiều. Một phần đó là do cái hiện tại công nghiệp hóa nữa, thì người ta cũng phá rừng rồi phá vườn đi, thì người ta cũng làm số lượng cái tre để làm cái này cho cũng ít đi. Tiếp theo là để tìm được một cái đoạn tre này để làm một cây sáo này rất là khó các bạn. Thì cái tiêu chuẩn cho một cây Sakuichi tốt, một cây đẹp ấy, thì nó sẽ có 7 đốt. Các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Làm sao để bảy cái mắt các bạn nhé, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Thì chúng ta 7 mắt thì chúng ta sẽ có 6 đốt. Thì ở cái đốt 1, 2, 3, 4, cái đốt được 4 này làm sao để có 2 cái nốt này ở trong một đốt thôi. Và tiếp theo là ba cái lỗ trên này ở trong một cái đốt này thôi. Đó, thì các bạn tưởng tượng là nó rất là khó để có thể chọn ra được một cây nó có đủ tiêu chuẩn, nghĩa là nó vừa già, các bạn nhà nhìn nó già, cần chết đến nơi rồi như này, nó rất là già mà
lại còn đủ cái tiêu chuẩn về kích thước, về đường kính, về độ dày để làm cây sập cua này. Thực ra kiếm một cái gốc trúc này rất là khó. Đó là lý do tại sao một cái gốc trúc đơn giản như này thôi mà người ta có thể bán đến 200 đô, tương đương với khoảng gần 5 triệu tiền Việt. Gì đấy nhỉ? Tiếp theo nữa về cái quy trình mà xử lý cái gốc trúc này cũng rất là kỳ công. Người ta sẽ tốn mất khoảng, ban đầu người ta thu hoạch về thì chúng ta sẽ phải gọi là gì nhỉ, hơ để cho rang nhựa đấy, cho nó bạc bạc đi. Sau đó người ta sẽ phơi ngoài ngoài trời hoặc là ánh sáng dịu đó khoảng một tuần, vài tuần đến một tháng. Sau đó tất cả những cái này người ta sẽ cho vào kho, người ta bảo quản trong vòng ít nhất là 3 năm đến 6 năm, thì sau đó người ta có thể ra để chọn được cây trúc để làm cho các bạn. Thì có những cây trúc mà có những cái cây sáo, cây tiêu mà mình thấy người ta bảo rằng nó là cái gốc trúc nó lưu giữ được 30-40 năm, nghĩa là đời cha và thu hoạch đời con có thể làm đó, thì nó tính luôn cả cái chi phí mà thời gian nữa. Người ta bên Nhật người ta quan trọng về mặt lịch sử nữa, về mặt lịch sử và thời gian nữa. Cây trúc mà càng già, cây trúc mà lưu trữ càng lâu, nó quả càng lâu ấy, thì cái giá trị nó sẽ càng được đẩy lên cao hơn. Ok. Lý do tiếp theo nữa là về cái mặt gia công, thì đây là mặt hàng thủ công, tất cả đều làm bằng tay. Mà bên Nhật thì tất cả những cái gì làm bằng tay thì nó thường đắt, nó sẽ rất một trung bình một cây này nó sẽ mất khoảng 1-3 tháng để làm được một cây gia công chịu hoàn chỉnh này. Nó liên quan đến việc điều chỉnh lòng bên trong này, liên quan đến việc làm khớp này, liên quan đến việc sơn lòng và đợi sơn khô này, rất nhiều công đoạn. Thì nó sẽ mất khoảng, mình hỏi một số người làm thực sự khoảng 1 tháng đến khoảng 3 tháng để có thể ra được một cây sakuji này. Chứ còn một cây làm là 3 cây đúng không ạ nhé. Rất nhiều thời gian có thể làm được cái này. Gì không? Ok, đó là tất cả những cái lý do để mình giải thích cho việc tại sao một cây sakuji nó đắt như vậy. Ok.